Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với video của Phúc. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi tham gia vào một cái kèo airdrop. Kèo airdrop của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Kinza. Ở đây thì Kinza đã gọi vốn được từ Binance Lab. Mình check ở trên CryptoRank thì mình có thấy rằng đó là Binance Lab đã đầu tư vào Kinza vào ngày 4 tháng 8 năm 2023. Ở đây thì chúng ta có thể check ở cái trang Twitter của Kinza Finance thì ở đây nó cũng ghi là được hỗ trợ bởi Binance Lab. Kinza là một trong những cái dự án được Binance Lab đầu tư và rót vốn tại cái mục đầu tư Season 6. Và để mà tham gia vào cái kèo airdrop lần này thì chúng ta sẽ deposit to earn airdrop, có nghĩa là chúng ta sẽ nạp tiền để có thể nhận được những cái airdrop ở trên Kinza này. Đấy. Và chúng ta sẽ chỉ nhận được airdrop khi mà cái đồng token chính của dự án ra mắt, đó chính là cái đồng KZA. Hiện tại thì tính năng này chưa thể hoạt động được bởi vì nó chưa ra cái mã thông báo KZA. Thì mình có đọc ở trên cái trang Kinza này á, thì airdrop của nó sẽ phát hành vào cuối tháng 3 năm nay. Ở đây thì nó ghi là APY sẽ tính lãi suất cộng với lại mã thông báo, thì airdrop sẽ ước tính phân phối vào quý 1 năm 2024. Ở đây thì các bạn có thể gửi những cái tài sản của các bạn lên trên cái Kinza Finance này để chúng ta có thể nhận được những cái lãi suất, kèm theo đó là nhận thêm airdrop cái đồng KZA của dự án. Đầu tiên thì các bạn có thể gửi cho mình cái mã thông báo BTCB, ETH, USDC, BNB, WBETH, FDUSD. Ở đây thì mình thấy rằng có một vài những cái loại tài sản tốt mà các bạn có thể gửi được lên Kinza Finance. Đầu tiên đó chính là ETH. ETH thì nó sẽ nhận được một cái lãi suất là 6,7% một năm. Tiếp theo nữa đó là USDC. Thì đây là một trong những cái stablecoin được neo giá là $1 và một cái lãi suất là 15% một năm. Thì mình thấy rằng nó khá là ổn để các bạn có thể gửi lên trên cái Kinza này. Mọi người lưu ý rằng đó là khi mà các bạn đã gửi tiền lên Kinza thì chắc chắn rằng các bạn sẽ nhận được airdrop cái đồng KZA. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn unstake, tức là chúng ta không gửi lại nữa, thì các bạn sẽ không thể nào mà nhận được airdrop nhé. Khi nào mà airdrop phát hành mà chúng ta vẫn còn gửi tiền ở Kinza thì mọi người mới nhận được airdrop cái đồng KZA này nha. Ok, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi gửi lãi ở trên Kinza Finance. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một cái ví MetaMask. Và các bạn sẽ cần phải gửi những cái tài sản này lên trên cái ví MetaMask nhé. Ok, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn cái đồng coin đó là WBETH để mình có thể gửi. Mình sẽ bấm thẳng vào cái phần này. Tiếp theo nữa thì cái mức APY mà mình có thể nhận được đó là 4,48%. Các bạn hoàn toàn có thể gửi những cái đồng coin khác như kiểu là BNB hoặc là USDC để có thể nhận được những mức lãi suất tốt hơn mình. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải đi kết nối ví vào đây. Ok, tại cái mục My Balance này thì hiện tại mình đã có là khoảng 0,007 WBETH, thì nó tương đương với khoảng là gần $30. Thì mình sẽ chọn là ô Supply và mình sẽ chọn Max. Mình sẽ gửi toàn bộ cái số tiền của mình đang có lên trên Kinza. Và các bạn lưu ý rằng đó là chỉ khi nào mà các bạn vẫn gửi tiền ở Kinza thì bạn mới nhận được airdrop nhá. Còn khi mà chúng ta gửi tiền rồi và chúng ta rút tiền ra mà cái đồng token chính của dự án này nó chưa ra mắt thì mọi người sẽ không thể nào mà nhận được airdrop đến từ Kinza này đâu. Sau đó thì mọi người sẽ chọn cho mình đó là Approve. Ok, tại đây mình chọn tối đa, mình chọn tiếp theo, chấp thuận này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ chọn là Supply này. Ok, ở đây mình chọn xác nhận nhé. Cái tiền phí của mình là khoảng 0,03. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn là OK Close. Vậy là mình đã gửi lãi thành công lên Kinza Finance và cái lãi suất của mình là khoảng 4,48%. Đó, ở đây thì mình đã gửi lãi thành công. Ok, và khi nào mà cái đồng token chính của dự án này ra mắt thì mình sẽ nhận được cái đồng KZA đến từ Kinza này nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ vào cái mục đó là Dashboard. Các bạn có thể thấy rằng
Hiện tại thì BNB đang có mức lãi suất là 22,56% một năm và USDC đang có lãi là khoảng 15% một năm. Thì mình khuyến khích các bạn đó là chúng ta nên gửi hai cái đồng này. Đó. Đối với BNB thì một mức lãi suất khá là cao nên là chúng ta có thể tham khảo nhé. Và mọi người cần phải stake cho mình đến khi nào mà cái đồng Kinza này nó ra mắt thì chúng ta mới nhận được airdrop nha. Nên là cái mức vốn của các bạn thì chúng ta sẽ cần phải phân bổ thật là tốt. Tiếp theo nữa thì sẽ đến cái mục đó là referral. Thì đây sẽ là cái mã giới thiệu của mình nhé. Thì khi mà các bạn đăng ký Kinza thông qua mã giới thiệu của mình thì cả mình và bạn sẽ đều nhận được airdrop đến từ dự án Kinza này. Khi mà các bạn đăng ký dưới đường link giới thiệu của mình và các bạn gửi lãi ở trên Kinza thì các bạn sẽ được liệt kê vào cái danh sách đó là Earn Reward, tức là chúng ta sẽ kiếm được cái phần thưởng. Thì cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều sẽ nhận được đó là 10% cái phần thưởng đến từ những cái mức gửi lãi của các bạn nhé. Đó, thì ở đây cả mình và bạn sẽ đều nhận được 10% tiền thưởng đến từ dự án này. Nên là khi mà chúng ta gửi lãi thì chúng ta nên đăng ký theo đường link để cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều nhận được hoa hồng, đó là 10% nhé. Ok, và nếu như mà các bạn đăng ký mà không qua đường link á thì các bạn sẽ bị thiệt ở cái phần này. Và bây giờ thì mình cũng sẽ xin được kết thúc cái video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.